Ok, hello, xin chào anh em lại với các channel của mình. Thì ok, nay mình sẽ trở lại với cái tựa game Ninja School phiên bản Boost Team nha. Ok, thì đây, anh em thấy ở trên màn hình đây là cái phiên bản mà APK. Phiên bản này thì hiện tại thì nó cũng chưa được hoàn thiện lắm đó. Cái này là mình chỉ cần mod cái IP với lại sửa một số kia thôi. Ok, thì hôm nay mình sẽ mở siêu xe ở đây. Mình mới kiếm được một mớ siêu xe đây nè. Tầm nói chung là cũng nhiều đấy. 6x4 là đúng rồi, 24 chiếc. Để 24 chiếc thì giờ mình sẽ mở xem mình kiếm cái con nào ngon ngon, mình đập lên 5 sao luôn cho anh em xem nha. Đây thì có cái con này là đồ của mình cũng có nhiêu đây thôi, mình chưa có tinh luyện vậy đó. Thì anh mình sẽ làm clip tinh luyện sau cho anh em xem nha. Đó, đồ mình cũng bình thường à. Mấy cái mặt nạ này thì phải mua. Đó. Đây, để mình vô đây cho coi. Mặc vô cái là nó máu nó tăng lên cả đống luôn. Đấy. Thì giờ mình sẽ đấy, skill bản APK này lúc nào cũng đẹp á. Thì nếu anh em cần thì anh em để lại IP hoặc là liên hệ Zalo, mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Mình sẽ gửi cái phiên bản APK cho anh em xem. Đây, mình sẽ đến đây lấy mở cái rương thôi. Ok. Thì đây, ở trên đây thì cũng có nhiều đồ. Ở đây mình có 300 viên chuyển tinh thạch và một ít lan hồ điệp. Đó, lan hồ điệp. Đây, thì giờ mình chắc mình cũng sẽ mở xe thôi. Đây, 100 viên chuyển tinh thạch nè. Và 2.000 năm cái kia. Để mình sẽ gỡ hết cái đống này. Cái đống này mình mới đi vô vùng đất ma quỷ để mình lụm nè. Chứ anh em mua là toàn là đồ ngày thôi. Đấy, vùng đất ma quỷ nó rơi khá là nhiều, anh em vô thôi mà lấy thoải mái. Lấy như đây để cho nó thấp cẩm. Ok, con đầu tiên nha. Đây, ôi sao bị lỗi skin nè, thôi kệ đi. Con này có tấn công, băng công, hai dòng tấn công luôn. Chịu sát thương nè, kháng phong. Con này có, mình thì thích không kháng cơ. Có dòng kháng mình không có thích cho lắm. Để mình kiếm con nào mà ít nhất dòng kháng thì mình sẽ lấy luôn. Ok, đây mình sẽ lại đây mình đánh cho nó hên nè. Rồi, mở tiếp nha. Ui sao lát thế nhỉ. Ui. Ok, thì mình đã trở lại đây. Nãy nó bị gì tự nhiên đít game hết hồn à. Ok, con tiếp theo nè. Con này có kháng hỏa, mới vô thấy dòng kháng là hết buộc. Ui con này có kháng băng nữa. Thôi bỏ nha. Tới con này. Đấy, ok. Thì chắc mình phải tua nhanh đoạn này thôi chứ mở đoạn này nó khá là lâu. Thì mình sẽ mở nhanh nhanh rồi mình sẽ chọn ra một con cho anh em xem nha. Ok. Ok, thì sau một lúc chật vật thì mình đang xem lại cái skill nè. Đang xem cái dòng búp nè, xem nó có cái nào ngon. Thì nãy giờ mình thấy
con này có hai giọng kháng không ngon cho lắm nè. Con này thì sao nè? Con này có hai giọng luôn, ba giọng luôn chứ. Thì con này chắc cũng không được rồi. Con này một giọng kháng, một giọng hỏa, một tấn công. Con này ngon. Theo kinh nghiệm mà mình thấy là con này ngon nè. Ok, chắc mình sẽ mặc con này vô nha. Con này có hỏa công mà mình Kunai lại dùng hỏa công thì nó hơi kỳ. Thôi cũng mặc đại đi, tại vì chứ mấy con mà có băng công thì nó lại kháng nhiều quá. Đây, con này cũng không ngon cho lắm. Ok, sau một lúc chọn lựa thì thôi mình quyết định chọn con đó luôn. Mình sẽ mặc mấy cái này vô. Cái này đồ thú mà mình đeo con xe thì gọi là đồ xe. Đấy, đó thì đây mình chắc bây giờ mình sẽ đập 5 sao luôn. Thì ok. Đây thì để mình lại đây mình đánh thử con bù nhìn coi. Đấy, ngọt xớt lên. Đấy, thì vô đây coi coi. Ui, sao nó cứ lát lát nhà thôi. Ok, thì đây cái phiên bản này thì nó không có cho auto sử dụng cái này. Nó chỉ cho sử dụng một cái thôi. Mà sử dụng một cái thì biết khi nào mới xong. Nên là bây giờ mình sẽ, chắc mình sẽ bay qua phiên bản hack để kia, để sử dụng cho nó nhanh nha. Ok, thì nãy giờ mình cũng cắn cái level 6 lên được 100 level rồi. Đây, để lên được 100 rồi. Thì nó cũng tăng một ít chỉ số lên. Đây thì mình cũng có sử dụng 10 viên chuyển thiên thạch rồi. Bây giờ mình sẽ tách ra để nâng cấp tiếp nha. Ok, thì cuối cùng nó cũng đã thành công rồi. Ôi, con lên 2 sao rồi, cũng khá là căng phết đấy. Ok, mình sẽ ăn cái level sói này. Thì cái level sói phiên bản hack thì nó ăn rất là nhanh luôn. Đó, lên 100 rồi đó. Ok, mình sẽ cắn tiếp nha. Ôi, thất bại rồi. Ok, thì chắc lần này mình sẽ dùng ôn thì nó lên không? Đó, lên rồi. Trời ơi, biết thế nãy giờ dùng ngồi tách thấy bà luôn. Mình quên cái vụ mà dùng ôn cái chuyển tinh thạch này. Sợ nó bị kia, nó bị mất. Úi giời ơi, cuối cùng nó cũng lên rồi. Giờ mình sẽ cắn tiếp cái lan hồ điệp lên coi. Lên 3 sao thì lên 3 sao rồi, lên 4 sao thì tốn bao nhiêu viên nữa nha. Ok. Thì đây có cái dòng tự dùng này mình không dùng, trời, ngồi tách nãy giờ như thằng điên. Ok, đây cuối cùng vẫn là 3 sao thôi, tại vì khá là khó đó, cũng khoai lắm chứ không có dễ đâu. Đây, ôi còn chưa lên nữa. 59 58. Ok, mình sẽ chuyển lên đây đi. 57 nè, 56. Ôi, không lên luôn. Giờ hay giờ mình đến con kia mình đánh nó cái. Đánh nó cái để lấy may mắn. Đấy, búp sức mạnh. Đấy. Ok, đứng ở trên đây cho nó cao, thật là cao để dễ ra nè. Mình sẽ bấm tự dùng coi. 53 nè. Vẫn chưa lên anh em ạ. Cái này cũng khá là khó đó, không có dễ đâu. Ok. Ôi, nãy giờ cũng lên được 4 sao rồi. May thế. Đây thì đây mình sẽ ăn con này để bút sức mạnh giống như hồi nãy. Đó, chém nhiều vô thì phiên bản này anh em nào muốn đăng ký thì ở dưới mô tả đấy. Cứ xuống mô tả là thấy hết. Đây mình sẽ dùng lan hồ điệp tiếp. Đó, lên 100 rồi. Đây mình sẽ tự dùng sử dụng cái này. Sử dụng thì nó lâu lắm, sử dụng có khi nhanh hơn. Sử dụng rồi xem liền nó sẽ kiểu nó hồi hộp giống như hồi nãy á. Nó mình vừa qua cái nó lên 5 sao cái úi trời ơi, nghe hết hồn. Đây ok.
Ui đen quá anh em ơi, nãy giờ mấy mình dùng ôn nó cũng không lên nổi nữa. Nghe chắc mình phải dùng thêm một setup chỉnh thạch nữa rồi. Mi đen thế nhờ. 98 nè. Cái này mình tính để hôm sau mình làm clip kia, mình làm clip giờ dịch chuyển đồ mấy con xe này tốn quá. Trời ơi. Đây còn 92 viên thôi. Mình sẽ tự dùng coi. Không lên nè. Vẫn không lên úi trời ơi. Mé ảo thật chứ. Chỉ số nó lên cũng khá là ngon rồi. Đây mình sẽ dùng nhanh, thật là nhanh coi. Đấy. Ngon liền. Ôi anh em thấy bánh xe nó lên chưa? Mình sẽ qua phiên bản kia nha. Ok thì đây mình đang ở phiên bản APK mà. Phiên bản này thì anh em thấy cái bánh xe kìa, ôi xôi ôi luôn. Rất là đẹp. Ôi nhá, một đống cái xe này còn 83 viên. Ôi. Đây cái bánh xe thì đã nói là phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Thì đây thì anh em nào muốn chơi á thì vô ngay mô tả, mình nói thật. Chưa hiếm khi mà bên server team mà được bánh xe mà cháy lửa như vậy. Ok. Đó. Thì đây mình đang buồn nhìn. Ok. Xem thông tin coi nó có tăng gì không. Như nó có tăng ít sát thương. Ôi tấn công chí mạng, khi đánh chí mạng lên 9%. Ôi ngon vãi ra. Đây mình hôm sau mình sẽ tinh luyện hết luôn cho anh em xem nha. Ok, có thể clip đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe nha. Ok, bye bye.